Chào các bạn, tôi là Ngọc Uyển, chuyên viên tư vấn sức khỏe của nhà thuốc Đông Y Thanh Tấn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thuốc đau lưng thoái hóa khớp Thanh Tấn sao cho đúng và hiệu quả nhất. Trước khi hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc đau lưng thoái hóa khớp Thanh Tấn, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về thuốc và công dụng của thuốc để các bạn nắm rõ hơn. Thì thuốc đau lưng thoái hóa khớp Thanh Tấn có tác dụng điều trị các vấn đề về phong thấp, viêm khớp, thoái hóa khớp, đau cột sống, đau thần kinh tọa. Thuốc đau lưng thoái hóa khớp Thanh Tấn ở dạng cao mềm được bào chế hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên, và một hộp thuốc như vậy sẽ bao gồm 2 gói uống như thế này, và các bạn sẽ sử dụng trong 16 ngày. Mỗi ngày các bạn sẽ sử dụng một thổi cao chia làm 2 lần uống. Khi uống các bạn sẽ hòa với nước nóng từ 70 đến 80 độ C và dùng muỗng khuấy cho tan đều rồi bắt đầu uống. Và lưu ý nên uống khi thuốc còn ấm để khả năng dẫn truyền tốt nhất. Trong quá trình dùng thuốc, các bạn cần kiêng ăn nội tạng động vật, những thức ăn chua, cay, nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, trong quá trình dùng thuốc, bạn cũng nên kết hợp các động tác luyện tập thể dục nhẹ để giúp cho các khớp phục hồi tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn sử dụng thuốc đau lưng thoái hóa khớp Thanh Tấn. Hy vọng rằng với sản phẩm thuốc đặc trị này, các bạn sẽ nhanh chóng điều trị khỏi bệnh.